Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ năm, ngày 7 tháng 11 có những nội dung đáng chú ý. Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy trao huy hiệu Đảng tại thị xã Mỹ Hào. Hưng Yên xếp hạng 2 toàn quốc về các chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp. Xã Linh Nghĩa làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Đông Tảo thực hiện hiệu quả mô hình cánh đồng không rác thải. Ý nghĩa từ việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ. Sáng nay mùng 7 tháng 11, đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 7 tháng 11 năm 2024 cho đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. Tại quyết định số 1295 ngày 10 tháng 10 năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí đảng viên Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy đã có 31 năm công tác, trong đó có nhiều năm gắn bó với công tác xây dựng Đảng. Ở vị trí công tác nào, đồng chí cũng luôn nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, học hỏi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tại buổi lễ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Văn Khuê đã trao quyết định huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thị Thanh Thủy. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng Đảng trong thời gian công tác của đồng chí đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng và mong muốn đồng chí sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, nỗ lực phấn đấu ở mức cao nhất, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong công tác và cuộc sống. Mỗi đảng viên trong đảng bộ tiếp tục là một hạt nhân lan tỏa tinh thần tiên phong, gương mẫu cùng đảng bộ thị xã lãnh đạo sớm đưa thị xã đạt đô thị loại 2 và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa công khai kết quả các nhóm chỉ số thành phần theo bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong tháng 10 năm 2024. Theo đó, tổng hợp các nhóm chỉ số thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công của tỉnh Hưng Yên trong tháng 10 đạt 87,29 trên 100 điểm, xếp hạng thứ 2 trên 63 tỉnh thành phố trên cả nước. Kết quả đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp được công bố trên cổng dịch vụ công quốc gia. Cụ thể, chỉ số công khai minh bạch của tỉnh Hưng Yên đạt 15,7 trên 18 điểm, xếp hạng 2 trên 63 tỉnh thành. Chỉ số dịch vụ công trực tuyến đạt 8 trên 12 điểm, xếp hạng thứ 5 trên 63 tỉnh thành. Thanh toán trực tuyến đạt 9 trên 10 điểm, xếp thứ 20 trên 63 tỉnh thành. Chỉ số mức độ hài lòng 18 trên 18 điểm, đạt tỷ lệ 100%. Chỉ số về số hóa hồ sơ đạt 16,9 trên 22 điểm. Về xếp hạng, bộ chỉ số đối với các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, 7 đơn vị gồm Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, có tỷ lệ xử lý hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn đạt 100%, 25 trên 26 sở ban ngành, ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố đạt 100% về tỷ lệ mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Trên địa bàn xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang hiện đang thực hiện một số dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông, trong đó dự án nâng cấp đường DT377 và đường thanh niên kéo dài qua địa bàn đang được triển khai thi công thuận lợi do có sự đồng thuận cao của người dân trong giải phóng mặt bằng dù chưa được nhận tiền đền bù hỗ trợ. Ngay sau khi được địa phương tuyên truyền về dự án xây dựng mở rộng đường DT377, mặc dù chưa nhận được tiền đền bù hỗ trợ thu hồi đất, nhưng gia đình ông Lương Đình Huyền ở thôn Bá Khê, xã Liên Nghĩa đã tiến hành tháo dỡ tường rào, di chuyển cây cảnh để bàn giao hơn 60 mét vuông đất thổ cư cho đơn vị thi công. Khi được tuyên truyền mở cái con đường này thì như vậy là gia đình chúng tôi như vậy là chấp hành luôn. Ngay hôm trước như vậy là xã xuống tuyên truyền cái là hôm sau như vậy là thứ bảy chủ nhật tôi huy động như vậy là con cháu như vậy là thuê máy cần cẩu chở máy múc như vậy chuyển hết cây cối vào trong vườn để tạo điều kiện thuận lợi cho giải phóng mặt bằng. Dự án nâng cấp mở rộng đường DT377 qua địa bàn xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang có chiều dài 1,4 km. Dự án tiến hành thu hồi hơn 1.500 mét vuông đất, trong đó 6 hộ có đất thổ cư và 21 hộ dân có đất nông nghiệp. Khi triển khai thực hiện dự án, được người dân trong xã đồng thuận cao, vì vậy công tác giải phóng mặt bằng tương đối thuận lợi. Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành 90% khối lượng, dự kiến đưa công trình vào sử dụng trước 6 tháng so với kế hoạch. Chúng tôi chưa được nhận xu nào, mà chúng tôi đã giao bàn giao mặt bằng cho nhà nước thi hành làm đường luôn. Khi có con đường là chúng tôi mua bán cây cối xe ra vào không bị ách tắc đường, quá tuyệt vời luôn.
dự án xây dựng đường thanh niên kéo dài qua địa bàn xã Liên Nghĩa có chiều dài gần 1,2 km, diện tích đất cần thu hồi hơn 12.000 m2 thuộc 3 thôn Đan Kim, Vĩnh Tuy và thôn Phi Điệt. Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng đang được địa phương tích cực triển khai. Các hộ dân có đất nông nghiệp phải thu hồi đã chủ động phá dỡ lán trại, di chuyển cây để bàn giao mặt bằng. Mặc dù mới được tạm ứng tiền đợt 1, chưa có phương án bồi thường hỗ trợ cụ thể. Theo tuyên truyền của bên trên huyện ấy, thì là cái yêu cầu là giải phóng mặt bằng trước thì là nhận tiền sau, thì là chúng tôi cũng dân chúng tôi nhất trí thôi. Chỉ là ủng hộ để cho nhanh giải phóng được mặt bằng cái đường thanh niên này và cũng để thi công nhanh. Qua cái sự tuyên truyền của chính quyền, của bà con nhân dân, của hệ thống chính trị thì người dân rất là đồng thuận và đã hưởng ứng cái phong trào là giải phóng mặt bằng. Người dân rất là chủ động, đã có cái việc là hiến đất để chủ động để bàn giao cái mặt bằng sớm nhất cho đơn vị thi công để triển khai, mặc dù chưa có cái kinh phí hỗ trợ đền bù trên thực địa đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai ngay từ những cái thời gian đầu tiên. Với sự đồng thuận cao của người dân xã Liên Nghĩa trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa các công trình vào sử dụng khai thác. Đây sẽ là điều kiện góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã. Thời gian qua, trên địa bàn xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu đã thực hiện hiệu quả mô hình cánh đồng không rác thải, qua đó góp phần nâng cao nhận thức người dân bảo vệ môi trường, hạn chế được rác thải từ bao bì, chai lọ, thuốc bảo vệ thực vật. Trước đây, bà con nông dân xã Đông Tảo có thói quen bỏ những vỏ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng xong ra ruộng, xuống kênh mương, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đa số người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đều chưa ý thức được sự nguy hại của rác thải đồng ruộng gây ra đối với môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Trước thực trạng trên, xã Đông Tảo đã xây dựng câu lạc bộ cánh đồng không rác thải do hội nông dân xã triển khai thực hiện mô hình. Bể chứa này thì là chúng em sẽ có ý thức và tuyên truyền là cứ người lọ là tuyên truyền người kia, thì là mình cứ cho vào cái túi bóng to và mình buộc vào là quẳng vào trong ấy là xong, xong rồi thiêu hủy đi, đốt đi thì là nó sẽ không bị ô nhiễm. Ông Phan ở thôn Dũng Tiến chia sẻ, hiện nay nhờ có các bể chứa rác nên rất thuận tiện cho nông dân, nhất là trong mỗi đợt phun thuốc trừ sâu hay bón phân chăm sóc cây trồng, không còn tình trạng vứt rác thải, các loại thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi trên cánh đồng bờ mương gây ô nhiễm môi trường, qua đó đảm bảo sức khỏe cho người dân và thực hiện nghiêm túc việc bỏ rác thải trong sản xuất nông nghiệp vào trong bể thu gom. Khi chúng tôi bơm thuốc sâu xong thì bỏ vào cái thùng rác cho sạch sẽ để đảm bảo môi trường trong sạch. Hội nông dân xã hỗ trợ 30 bể thu gom rác thải được đặt trên các tuyến đường ngoài đồng, thuận tiện cho nông dân thu gom để rác vào bể chứa, không để rác thải trong sản xuất nông nghiệp trên các kênh mương, đồng ruộng để thuận tiện cho việc tưới tiêu sản xuất nông nghiệp. Với ý nghĩa xây dựng hai cái mô hình cánh đồng không rác thải để tuyên truyền vận động cán bộ hội viên trong toàn xã thực hiện theo cái nếp sống mới là sẽ giữ gìn vệ sinh môi trường ngoài cánh đồng, thu gom vỏ bao thuốc thực vật sau khi đã sử dụng vào gọn vào các cái bể chứa để trước hết là làm sạch môi trường ở ngoài cánh đồng, thứ hai là đảm bảo giữ vệ sinh và cũng đồng thời là để bảo vệ sức khỏe cho cán bộ hội viên nông dân. Xã Đông Tảo có hai làng nghề quất cảnh là thôn Dũng Tiến và thôn Đông Tảo Đông với diện tích cây quất cảnh là 80 ha, ngoài ra các loại cây rau màu, cây ăn quả như bưởi, ổi 50 ha. Để mô hình cánh đồng không rác thải trở thành một việc làm thường xuyên, mô hình cần được nhân rộng để từng bước làm thay đổi nhận thức, hành vi của nông dân về nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng, qua đó góp phần bảo vệ môi trường trên đồng ruộng, xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch đẹp và bền vững. Chiến tranh đã lùi xa, thế nhưng những mất mát, hy sinh vẫn hiện hữu khi còn hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, chưa được quy tập về với đất mẹ trên cả nước. Trong số đó, tỉnh Hưng Yên còn khoảng 8.500 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, đồng nghĩa với từng ấy các gia đình vẫn khắc khoải nỗi niềm tìm kiếm người thân. Hành trình tìm lại tên cho các anh, nối thêm niềm hy vọng cho các gia đình đang được các sở ngành địa phương tích cực thực hiện thông qua việc rà soát, thu nhận mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ. Bức ảnh chân dung được phục chế lại là thứ duy nhất mẹ Hà Thị Vò ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động còn có được về con trai cả của mình, liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng, hy sinh năm 1972.
sau 3 năm nhập ngũ, chưa một lần về nhà, nhưng đến khi người thân nhận được tin về anh lại là giấy báo tử. Nỗi đau vẫn còn đó. Hơn 50 năm qua, gia đình nhiều lần đi vào chiến trường nơi anh ngã xuống với hy vọng mong manh tìm lại được phần mộ, nhưng vẫn không có tin tức gì. Ở tuổi 95, ngày ngày mẹ vò mong sớm được lấy mẫu ADN để có thêm niềm hy vọng đưa con về với gia đình, với quê hương. Đến tuổi là em nó có 17 tuổi là nó tự nguyện đi bộ đội, nhưng mà chẳng may thì nó không về. Tôi cũng muốn mong muốn quá tôi còn sống ngày nào thì dù thấy được một tí là cũng mừng lắm, mong lắm, đêm ngày vừa nghĩ đến con, khóc đến con. Mong mỏi của mẹ vò cũng là nỗi niềm chung của các gia đình thân nhân sau nhiều năm tìm kiếm không có kết quả. Đến nay, niềm hy vọng lại được thắp lên từ chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ để đưa vào ngân hàng gen, nơi đang có hơn 10.000 mẫu hài cốt liệt sĩ sẵn sàng đối sánh, xác thực thông tin. Đối tượng lấy mẫu sinh phẩm là người thân có mối quan hệ huyết thống theo dòng họ mẹ của liệt sĩ, trong đó những thân nhân của liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, trường hợp cao tuổi, sức yếu được ưu tiên lấy mẫu trước. Hiện tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành rà soát 100% thân nhân liệt sĩ. Đến ngày 4 tháng 11, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã hoàn thành phiếu thu nhận thông tin của thân nhân liệt sĩ được trên 12.000 trường hợp, đạt tỷ lệ 57%. Từ nguồn thông tin này, lực lượng công an tỉnh đã cập nhật lên cơ sở dữ liệu dân cư được trên 9.400 phiếu, đạt tỷ lệ 45%. Triển khai cái nội dung đề án 06 thì đây là một nội dung liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, trong đó cái vai trò của lực lượng công an và các đơn vị liên quan là chủ trì trong triển khai thực hiện. Với tinh thần đó thì lực lượng công an đã thường xuyên và tham mưu cho Sở Lao động và báo cáo Ủy ban tỉnh triển khai tiến độ từng ngày, từng hồ sơ, bố trí lãnh đạo các phòng và cán bộ công chức ngành lao động xuống tận cơ sở để có sự chuẩn hóa cái dữ liệu thông tin để đảm bảo cập nhật kịp thời về hệ thống. Chúng tôi đang phấn đấu là ngày 15 tháng 11 chúng tôi sẽ hoàn thành xét duyệt các cái phiếu để chuyển về công an các địa phương nhập vào dữ liệu thân nhân liệt sĩ vào ngày trước ngày 30 tháng 11. Trên cơ sở đó thì hoàn chỉnh danh sách thân nhân liệt sĩ cần lấy mẫu ADN chuyển cho Bộ Công an, tiến hành cái bước tiếp theo là bước lấy mẫu máu. Thời gian càng lùi xa, công cuộc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ càng khó khăn. Vì thế, việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ để cập nhật ngân hàng gen được đẩy nhanh, không những giúp giảm đi khó khăn do thời gian mà rút ngắn hơn hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Thưa quý vị, trong 2 năm qua, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế đã trở thành gánh nặng với nhiều người bệnh khi họ phải chi tiền túi ra ngoài mua thuốc. Để đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân tham gia bảo hiểm y tế khi các cơ sở y tế không có đủ thuốc và thiết bị y tế, ngày 18 tháng 10 vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 22/2024 quy định về thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, được coi là cứu cánh cho hàng chục triệu người bệnh trên cả nước. Sau thời gian khá dài xảy ra tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế, bước sang năm 2024, ngành y tế Hưng Yên cơ bản đã khắc phục được tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế. Hiện chỉ còn một số loại thuốc hiếm, thuốc khó chưa đáp ứng đủ, chẳng hạn như dịch lọc trong chạy thận nhân tạo. Các loại vật tư y tế cho tuyến cơ sở cũng cơ bản đủ vì chủ yếu là vật tư thông thường như kim, bông, băng, cồn, gạt, chỉ. Song với các tuyến trên, đặc biệt Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, việc cung ứng một số vật tư thay thế giá trị cao còn nhiều khó khăn như gói vật tư khớp gối nhân tạo, khớp háng nhân tạo, các stent trong đặt can thiệp mạch vành. Điều này vừa gây thiệt thòi cho bệnh nhân vừa khiến các bệnh viện gặp khó. Hiện tại như ở Đa khoa tỉnh, như là thay khớp háng, thay khớp gối hoặc là bơm xi măng để nâng đỡ các cái đốt sống thì gần như là không có, hoặc số lượng rất là ít, không đáp ứng, nên là thứ nhất là bệnh nhân phải chuyển đi, cái thứ hai là bệnh nhân phải tự túc mà không được thanh toán. Chính vì vậy,
việc Bộ Y tế ban hành thông tư 22 năm 2024 cho phép người bệnh mua thuốc ngoài được Bảo hiểm Y tế thanh toán trong vòng 40 ngày được kỳ vọng là một bước tiến nhiều ý nghĩa giúp người bệnh giảm bớt khó khăn. Tuy vậy, không phải tất cả các trường hợp mua thuốc, thiết bị y tế bên ngoài khi bệnh viện không cung cấp đủ đều được Bảo hiểm Y tế thanh toán trực tiếp. Người bệnh bảo hiểm y tế mua thuốc ngoài chỉ được bảo hiểm y tế chi trả khi đáp ứng các điều kiện cụ thể như thuốc thuộc danh mục thuốc hiếm, cơ sở khám chữa bệnh thiếu thuốc, vật tư do đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch đã được duyệt. Nhiều bệnh viện còn băn khoăn về việc các quy định liên quan đến xác nhận cơ sở khám chữa bệnh thiếu thuốc do các yếu tố khách quan bất khả kháng còn chưa chặt chẽ và có nên mở rộng phạm vi thanh toán đối với các loại thuốc vật tư y tế để tạo thuận lợi cho người bệnh hay không. Hiện Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đã có công văn triển khai thông tư xuống các cơ sở y tế toàn tỉnh với mục đích tìm hiểu, nghiên cứu và chuẩn bị mọi kế hoạch phù hợp để khi tổ chức thực hiện thông tư đạt hiệu quả. Ban giám đốc cũng đã giao về phòng nghiệp vụ thì nghiên cứu theo là quy trình phác đồ rồi phân tuyến làm sao cho nó thật chặt chẽ tránh tình trạng hiểu nhầm hoặc lạm dụng. Về bộ phận nghiệp vụ dược thì các ông chị cũng nghiên cứu về danh mục thuốc, các chế phẩm tương đương, các hoạt chất, các nồng độ để tránh tình trạng mà chỉ định không đúng gây ra những cái phiền hà giữa bảo hiểm xã hội với đơn vị y tế cũng như với người bệnh. Tôi đánh giá thì ý nghĩa thì rất là lớn, nhưng là càng thế thì cái triển khai từ người bệnh cho đến các cơ sở y tế thì cũng phải hiểu và phải tổ chức thực hiện làm sao tốt nhất có thể. Hiện dự thảo luật bảo hiểm y tế sửa đổi đang được trình Quốc hội. Đại diện Bộ Y tế cho biết nếu luật bảo hiểm y tế sửa đổi được Quốc hội thông qua và có hiệu lực, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn chi trả từ cơ sở khám chữa bệnh với cơ quan bảo hiểm xã hội sớm, đáp ứng tình trạng cấp bách, không để người bệnh phải tự bỏ tiền ra mua rồi tự thanh toán với cơ quan bảo hiểm xã hội. Những năm qua, nhiều trường học trên địa bàn huyện Phù Cử đã đẩy mạnh công tác ứng dụng chuyển đổi số, từ đó giúp chất lượng giáo dục đào tạo và quản lý trong nhà trường được nâng cao. Đầu năm học trước, trường Trung học cơ sở Quang Hưng đã ký kết một năm hợp đồng với công ty VNPT Hưng Yên để lắp đặt hệ thống quản lý giáo dục VNEDU. Hệ thống đã làm tối ưu nhiều công việc trong nhà trường như quản lý giáo dục, điều hành bài giảng, sắp xếp lịch học, kết nối giữa nhà trường với phụ huynh và học sinh. Chúng tôi không phải mang giáo án in hàng ngày nữa, mà là khi lên lớp thì chỉ cần mở màn hình lên thì chúng tôi có thể xem được giáo án. Phần mềm VNEDU thì có thể hỗ trợ chúng tôi trong cái việc đó là quản lý cho sổ chủ nhiệm, cán bộ lớp này, ban cán sự và phụ huynh này. Trong đấy thì ghi đầy đủ các thông tin của phụ huynh cũng như là học sinh thì hỗ trợ rất nhiều trong quá trình chúng tôi liên lạc. Nó rất là thuận lợi cho công tác quản lý cũng như là công tác dạy và học của giáo viên học sinh. Lãnh đạo nhà trường cũng như là các tổ chuyên môn khi kiểm tra, đánh giá, nhận xét về các kế hoạch giáo dục, kế hoạch bài dạy, các giáo viên cũng thông qua hệ thống phần mềm và chữ ký số. Là một trong những ngôi trường trọng điểm của huyện Phù Cử, trường Trung học cơ sở Phù Cử đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để đồng bộ 100% hệ thống máy chiếu, máy tính trong lớp học. Gần như các giờ học, các học sinh đều được tiếp nhận bài giảng từ công nghệ số. Công nghệ thì em thấy là tiết học của em trở nên thú vị hơn và hứng thú hơn. Em mong rằng là các thầy cô sẽ ứng dụng nhiều công nghệ số hơn vào việc giảng dạy để giúp học sinh học trở nên hiệu quả hơn. Tôi thường dùng những dạng công nghệ, cái AI và ứng dụng công nghệ thông tin, ví dụ như là phần mềm Canva, PowerPoint. Và thứ ba là một số những phần mềm mà tạo trò chơi cho học sinh. Tôi sử dụng cũng khá là hữu hiệu, đó chính là ChatGPT. Các em có hứng thú học tập hơn và thứ hai các em chủ động sáng tạo trong cái quá trình mà học của em. Là địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút đầu tư để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, các địa phương trong huyện đã tìm nhiều giải pháp để đầu tư ứng dụng chuyển đổi số vào trong giáo dục. Đến nay, đã có 36 trên 36 trường tại 3 cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở đã ứng dụng chuyển đổi số vào trong giảng dạy. Tiêu biểu như trường Trung học cơ sở Trần Cao, trường Tiểu học Đoàn Đào, trường Trung học cơ sở Phù Cử. Từ đó từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và thuận tiện hơn trong việc quản lý trong nhà trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng về hành vi trộm cắp dây cáp điện. Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, tổ công tác Công an huyện Yên Mỹ phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Way màu đỏ không có biển kiểm soát đang dừng đỗ tại chân cột đèn điện cao áp chiếu sáng thuộc thôn Yên Thổ, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ. Nghi vấn các đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp, cắt dây cáp điện,
tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và thu giữ một chiếc kìm, loại kìm trợ lực cắt cáp điện dài 35cm, các đối tượng khai nhận dùng để cắt trộm dây cáp điện. Hai đối tượng là Hà Văn Thiết sinh năm 1990 và Lò Tiểu Đoàn sinh năm 1998, đều trú tại bản Bùa Hạ, xã Tường Phù, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Trước đó đã thực hiện 6 vụ trộm dây cáp điện tại một số địa phương trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Mỹ đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.